Hẳn là quý vị vẫn còn nhớ vào khoảng 18 giờ ngày 28 tháng 11 tại quán nhậu PO tên viết tắt trên đường 79 phường Tân Quy, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh có hàng chục thực khách đang ăn uống và xem đá banh World Cup. Vào thời điểm này cũng có gần chục nhân viên của quán nhậu đang phục vụ cho thực khách. Bất ngờ xuất hiện một nhóm thanh niên cầm theo mã tấu và rửa xông vào đập phá tan tành quán nhậu. Vụ việc khiến nhiều thực khách đang ăn uống xe đó banh hoàng sợ bỏ chạy, sau đó nhóm người này lên nhiều xe máy rời đi và khi đang thực hiện phi vụ đòi nợ thuê khác ở Kiên Giang thì bị các trinh sát hình sự công an quận 7 phối hợp công an huyện Kiên Lương Kiên Giang bắt giữ 4 đối tượng. Theo điều tra, sau khi nhóm cổ Vũ Đức Hoàng, 47 tuổi, ngụ quận 7 và Lê Văn Tuấn, 34 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, cầm đầu băng nhóm chuyên đòi nợ thuê này, khoảng 12 người đập phá quán nhậu ở quận 7 để đòi nợ. Trong tối ngày 28 tháng 11, Hoàng và Tuấn được Bùi Tiến Dũng, 37 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, rủ đến Kiên Giang đòi nợ thuê cho một người phụ nữ là chị xã hội của Dũng. Sau đó, Hoàng Kiêu Tuấn thuê ô tô, rồi cả ba rủ thêm Mai Quang Minh, 42 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh đi theo. Đến 11 giờ trưa ngày 29 tháng 11, bốn người đến thị trấn Kiên Lương gặp một phụ nữ thuê nhóm đi đòi nợ. Sau đó, cả nhóm đến một công ty ở thành phố Hà Tiên, Kiên Giang để đòi nợ, thì bị các trinh sát hình sự công an quận 7 phối hợp cùng công an huyện Kiên Lương ập vào bắt quả tang Hoàng đang cất giấu một súng quân dụng, trên người có 6 viên đạn. Tuấn cất giấu trong người một khẩu súng quân dụng có 8 viên đạn. Kiểm tra ô tô của Hoàng và Tuấn, công an phát hiện có 4 mã tấu và 3 bịch ni lông nghi là ma túy. Theo nguồn tin nhóm của Hoàng Khai, sau khi đòi nợ thuê ở thị trấn Kiên Lương, tiếp đó sẽ ra thành phố Phú Quốc làm phi vụ khác. Chưa kịp thực hiện thì đã bị bắt. Hiện vụ việc tàn trữ vũ khí quân dụng đang được công an huyện Kiên Lương điều tra xử lý.